Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay chúng em có một mẫu sản phẩm phải nói là với bản thân em rất là thích và rất là ưng ý với những mẫu sản phẩm này. Thì các bác có biết đây là mẫu sản phẩm gì không ạ? Và em xin bật mí là mã model nhé. Đây là sản phẩm đến từ Paramax, có mã model là CBZ 2000, đó, và trong trong cái thùng carton kia, đúng không ạ? Và chắc là bây giờ các bác đang nghĩ ra rồi, đây là sản phẩm gì rồi, đúng không ạ? Và đây chính là chiếc Omni. Thế nhưng Omni thì nói với các bác rằng là Omni thì trên thị trường có rất là nhiều loại và có mặt ở Việt Nam rất là lâu rồi. Đó, có mặt ở Việt Nam rất lâu và rất là nhiều thương hiệu. Thế nhưng tại sao em lại nhấn mạnh một cái chiếc này? Đó, nó có cái gì, điểm gì độc hay là điểm gì lạ, hay là nó có vượt trội về chất âm hay là về như thế nào mà em lại nhấn mạnh như thế? Thì thưa các bác, đây là sản phẩm đầu tiên được tích hợp trên Omni, đó là Omni liền mic các bác nhé. Trước đây thì chúng em đã giới thiệu với các bác những cái dòng vang liền đẩy, liền mic rất là nhiều, hay là đẩy liền vang liền mic vân vân, có mấy loại em đã review gì cho các bác rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Từ những cái năm 2021 nó là hay là 2020, 2020 thì đã có dòng sản phẩm của CAF của mã là Notus 668 này, đẩy liền vang liền mic này, rồi TN Sound cũng là đẩy liền vang liền mic, rồi đến ADF cũng là đẩy liền vang liền mic. Thế nhưng hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác là một bộ Omni liền mic. Và cái Omni này thì nó có cái gì đặc biệt và có những cái điểm gì nổi trội thì bây giờ thì chúng em sẽ xin phép là khui thùng ra review với các bác nhé. Với sản phẩm này thì là sản phẩm chính hãng. Đó, chính hãng. Và cũng đang được bày bán rất là nhiều tại Tuyên Vũ Audio, và công suất cho ra thì rất là vừa phải, nói chung là công suất nó không quá lớn nên các bác có thể dùng cho những cái dòng loa nằm hoặc là loa full 25 thì nó ok các bác nhé. Đó, full 30 thì nếu như chúng ta đánh ở không gian nhỏ thì ok, còn không gian quá lớn thì những cái chiếc Omni này thì nó sẽ không đủ cái công suất. Đó, đấy là em phải nói luôn về cái công suất nhé. Và đây là cái sách hướng dẫn này, là hoàn toàn bằng tiếng Việt này các bác này. Đó, sách hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Việt nhé. Rồi tiếp theo, ở trên mặt lưng thì chúng ta sẽ có hai cái tay mic này. Đó, đi kèm theo luôn Omni nhé. Hai tay mic đi kèm theo Omni luôn. Và đây chính là chiếc mic. Đó, mic này có logo của Paramax này. À, rất đẹp luôn, rất đẹp nhá. Đó. Hai tay mic và em sẽ để ở đây để xíu nữa review cho các bác. À, đi kèm theo là sẽ có hai cái chống lăn này. Hai chống lăn cho mic nhá. Đó, rồi họ rất là cẩn thận luôn này. Đó, đã làm sẵn cho chúng ta những loại dây loa chất lượng cao. Đó, để đi theo Omni luôn các bác nhá. Có luôn cả dây loa này. Rất là đẹp. Rồi pin này. Pin này là chúng ta sẽ sử dụng cho mic nhé. Pin của Maxell, thương hiệu rất là nổi tiếng về pin. Đó, thì đây là phụ kiện đi kèm. Và đây thì chính là chiếc Omni Paramax. Wow, thiết kế cực kỳ ấn tượng các bác ơi. Thiết kế rất là ấn tượng nhá. Chúng ta có thể thấy là mặt trước là mặt kim loại được tráng một lớp kính các bác ạ. Đó, tráng một lớp kính. Có thể là soi gương luôn. Đó, chúng ta có thể soi gương luôn, rất là đẹp các bác nhé. Rất đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là mặt trước là chúng ta sẽ có hai đường mic này. Hai đường mic. Và chúng ta có thể chỉnh gain cho mic này. Đây chính là nút chỉnh gain mic nhé, đầu vào. Đó. Nói chung là con Omni này rất là dễ chỉnh, và ở đây thì tiện đây thì em sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh luôn nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có một công tắc tắt mở nguồn ở mặt trước nhá. Đó, và trên cái công tắc này nó sẽ có ba cái đèn báo. Đèn báo thứ nhất là đèn báo đã cấp nguồn điện hay chưa, đây là đèn báo on này. Rồi nó sẽ có hai đèn báo dành cho về trái và hai đèn báo tín hiệu dành cho về trái và phía phải của loa, nắp loa các bác này. Đó, các bác nhìn nó thật sự là em rất là mê mẩn với cái thiết kế này, nó đẹp quá các bác. Đó, còn đây sẽ là nút chỉnh equalize preset, là khi các bác tích vào thì cái giải equalize nó sẽ về phẳng đó nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một volume tổng này. Volume này là volume master nhé. Master là tổng, tức là khi mà các bác vặn volume này lên thì tiếng mic và tiếng nhạc nó cùng lên các bác nhá. Đó, rồi về bên này. Về bên này thì chúng ta sẽ cũng có các cái, đây là dãy equalizer để chúng ta có thể chỉnh nhạc này, music các bác nhìn nhé, music này. Đó, thì đây chỉnh âm chép, âm trung, âm bass. Còn đây là cân bằng loa. Với cân bằng này thì các bác luôn nó để hướng 12 giờ giúp em nhé. Đó,
còn đây là volume nhạc. Đó, chúng ta sẽ chia ra phần nhạc nó ở dưới cùng. À, trên phần nhạc thì nó sẽ là phần echo. Đó, echo thì chúng ta có delay này, có repeat này. Đó, có giải cao và giải thấp. Đó, bass chép và bass dành cho echo. Và đây thì chúng ta sẽ có nút volume này. Đó, volume này là volume echo các bác nhé. Đó, và các bác muốn echo chế độ mono thì các bác có thể tích vào. Còn các bác muốn chế độ echo nó sit thì các bác có thể nhả ra. Đó, mono tức là nó sẽ ra được echo nó ra một vế thôi. Nếu mà sit thì nó sẽ ra đều cả hai vế, nhưng theo em thì chúng ta sẽ để sit thì nó dễ hát hơn nhé. Thì còn hai cái đường bên trên này chính là hai đường mic dành cho mic 1 và mic 2. Hy vọng cái video này em hướng dẫn nó tỉ mỉ để các bác có thể là dễ làm chủ con này nhé. Thật ra là nó rất là dễ, nó dễ hơn chỉnh con vang cơ thôi. Các bác nhìn ở đây thì nó thấy nó nhiều phím, đúng không ạ? Nhìn nó rối mắt nhưng thực ra thì nó không hề khó. Là các bác chia cho em này, tiếp tục nhé. Dưới này là chỉnh nhạc, trên này chỉnh echo. Còn đây, mic 1, mic 2 thì chúng ta sẽ tương đồng với vế 1 và vế 2 này. Đó. Ví dụ mic 1 thì chúng ta sẽ có volume mic này, cân bằng loa này, echo này. Đấy, đây là bass này, chung và chép này. Đó, rất là đơn giản thôi. Rất là đơn giản nhé. Đó. Và cái mic mà đi kèm theo ấy thì các bác sẽ chỉnh ở phần mic 1 này cho em. Và tương tự như mic 1 thì mic 2 nó cũng vậy. Đó, cũng có volume mà dành cho mic 2 này. Đó, rồi cân bằng loa này, echo này, bass chung chép, đó, rất đơn giản. Đó, đơn giản đúng không ạ? Và em ơi, em quay cho anh cái mặt phía sau. Thì em sẽ quay mặt sau để các bác kết nối nhé. Đó, mà sau này chúng ta sẽ kết nối. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái dây nguồn này. Đây chính là dây nguồn nhé. Đó, dây nguồn. Đây là chúng ta sẽ có cầu chì. Đi kèm theo nó sẽ có cầu chì thôi nhé. Đó. Em xin lỗi ạ. Đây là tiếp mát. Em nhầm nhé. Đây là tiếp mát. Ground nhé. Còn đây mình là cầu chì này. Đó. Nếu như mà nguồn điện nó chập chờn thì nó như là cái automat. Nó như cái cầu chì các bác. Tức là automat nó sẽ nhảy. Nhưng cái này thì nó sẽ tự cháy. Nó cháy để nó, điện nó sẽ không xung được vào trong cái con âm ly này. Đó, thì nó bảo vệ cho con âm ly. Và cháy thì chúng ta chỉ việc thay cầu chì thôi. Rất đơn giản nhé. Đó, và đi kèm theo thì họ đã gọi cho chúng ta là ba cái cầu chì các bạn. Đó, về là các bác thay cháy thì các bác chỉ việc vặn nó ra xong tháo thay cầu chì là xong. Rồi. Còn đây đường ra loa thì ra loa ở đây thì chúng ta sẽ con âm ly này nó cho phép chúng ta là chơi được hai cặp ở chế độ là 4 ohm. Đó. Đó, nét loa này. Đó, hai cặp loa các bác nhá. Đó, về các bác đấu ra loa giúp em. Rồi, đây là đường out thì chúng ta sẽ có đường out ra mic này hoặc là đường này ra sub. Đó, đường line này các bác có thể là chơi sub được các bác nhé. Và đường in vào thì chúng ta có chơi AV hoa sen nhé. Con này nó rất là hay, nó có cổng quang này, có bluetooth đó, âm ly có cổng quang, có bluetooth luôn đó. Rất là tiện dùng các bác đó. Và cái sản phẩm này thì vẫn là được bảo hành 3 năm đó. Trong cái video này mà các bác thấy chỗ nào chưa hiểu, cần chúng em hướng dẫn thêm thì các bác có thể để lại bình luận bên dưới phần bình luận nhé, thì em sẽ hướng dẫn thêm cho các bác. Còn đây thì em đã giới thiệu rất là chi tiết từng mục sản phẩm một. Và bây giờ là chúng ta sẽ test chiếc âm ly này, đúng không ạ? Em sẽ test cái chất mic, chất nhạc, đó, chất echo để xem là với chiếc âm ly này nó có làm thỏa mãn các bác không ạ. Vâng, thưa các bác, thì bây giờ em đã bật chiếc mic này lên rồi các bác này. Đó, và chúng ta sẽ test cái chất âm của mic được không ạ? Nên echo rất tuyệt vời. 1, 2, đây là không còn echo nữa nhé. Đó, đây là echo tổng này. Các bác có thể vặn lên, vặn xuống này. Nên 1, 2. Đó. Còn đây là delay. Ở đây là repeat này. Nên đây là chúng em đang vặn hết repeat về đúng không ạ? Delay vặn về thì nó sẽ hết. Nên. Đó, đó. Và bây giờ sẽ vặn lên. Nên. Này 1 2 3 4 4. Đây là tùy thuộc theo các bác thích cái độ cái đuôi dài của nó bao nhiêu thì các bác có thể chỉnh gì đây, có thể nhanh hơn này. Đó. Này 5 6 7 5 6 7. Rất dễ chỉnh, dễ hơn chỉnh vang cơ rất là nhiều. Này 1 2. Tiếng chép rất sáng ạ. Các bác có thể thấy trong ngũ nhỉ. Đó, em chọn thẳng con loa luôn.
nó hú rít gì cả, đúng không ạ? Còn đây là to nhỏ của mic. Đây là hết hết luôn các bạn này. Đó, này, ở đây là cân bằng loa. Đó, cái van này các bác để cho em. Cái van này các bác để cho em hướng 12 giờ luôn nhé. Đây là cân bằng mic nhé. Tức là các bác ví dụ em vặn sang bên này thì chỉ duy nhất một bên loa nó nói thôi. Đó. Còn nếu như để cân này thì là cả hai loa. Đây. Đó. 5 6 7 thì 1 2 2. Đó. 5 6 7. Đó, còn đây các bác có thể chỉnh tiếng âm bass này. 1 2 đó, đây là hết bass này. Đó, rất là hay, con này dễ chỉnh lắm các bác. Đây âm bass nhé. Còn đây âm chung, các bác muốn tiếng nó thoát nó bay thì có thể tăng chung. Đó, còn nếu mà loa các bác mà đang nhiều giải chung rồi các bác có thể giảm chung cho em. Đó, đó, các bác thấy không? Giảm chung một tiếng nó tối liền đi luôn này. Đó, thì các bác có thể tăng lên. Đó, năm chủ chiếc âm đi này rất dễ. 5 6 bass. Đó, tiếng rất là hay. Đó, tiếng mic rất là hay luôn ạ. À. Echo cũng mượt. Đây, đây, đây. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 9 1 2 2 2 đầy đủ tính năng cho các bác. Đó, chiếc âm đi này nó đầy đủ tính năng. Ví dụ như là nó có cổng quang này, có bấm bluetooth này, chống hú tự động này, liền mic này. Giá lại rẻ nữa. Đó, bảo hành dài, bảo hành tới 3 năm. Đó, các bác có thể là yên tâm khi chọn những cái sản phẩm Panamax này bên em các bác nhé. Giá cực kỳ rẻ, nghe nhạc rất là hay luôn. Đó, em sẽ test một đoạn nhạc nhạc sống đi. Đó, nghe nhạc sống cho nó feel các bác nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc sống. Đó, để xem là cái chất nhạc sống nghe nó có feel hay không. Đây em mở một bài, đạo một bài đi. Suy nghĩ rồi đúng không ạ? Cái phần riêng cái phần echo của mic nghe rất là feel, dễ hát các bác ạ. Tiếng chép sáng và chống hú tốt. Và đặc biệt là cái âm ly này có giá rất là rẻ nhé. Anh em quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ tới bên em để được bên em tư vấn hỗ trợ. Và xin chào các bác.